chiếu phe nó một bài vậy thôi. Bốn một bài. Sài Gòn đều chiếm đa số, và ngay trên tờ Mercury, San Jose Mercury này đã hai lần chứng tỏ là cái người chọn Liên đoàn Sài Gòn là trên 90%. Nhưng mà hội đồng thành phố này đã có 8 người đi ngược lại cái nguyện vọng của chúng ta, và giờ phút này đã có một số người thức tỉnh và họ đã có những cái giải pháp, và chúng ta đã một số đã ủng hộ những giải pháp đó. Nhưng mà riêng Jack Reed và Madison Nguyễn giờ này thay vì nhận tội lỗi thì họ lại dùng một cái thủ thuật khác, tức là sẽ hủy bỏ cái quyết định tháng 11 năm ngoái để mục đích họ không bị truy tố về tội vi phạm cái Brown Act. Và thứ nhì, họ đưa cái quyết định mà chọn tên Liên đoàn Sài Gòn vào cái cuộc bầu cử 21, tức là họ muốn dùng cái biện pháp chia để trị, tức là dùng 90% những cái sắc dân khác để tiêu diệt chúng ta và để loại bỏ tên Liên đoàn Sài Gòn. Thì vì cái tình trạng là ở trong một cái bước ngoặt rất là cực kỳ trầm trọng và nguy hiểm, và tôi thấy rằng tôi là một chiến sĩ có nhiệm vụ phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm đó bằng cách ôn hòa là tuyệt thực, đến lúc nào thắng lợi. Và tôi kêu gọi đồng bào là từ đây đến ngày 4 tháng 3 làm thế nào để tập hợp được 5.000, 10.000 người để biểu dương lực lượng, để cho họ thấy rằng cái mà họ gọi là thiểu số mà lớn miệng đó là 90%. Sau khi thành phố hủy bỏ cái quyết định của tháng 11 thì họ phải bầu lại, và cái sự bầu cử đó sẽ dựa trên tất cả những cái survey, những cái thăm dò ý kiến đã qua. Là chúng ta biết rằng trong 6-7 cuộc thăm dò ý kiến vừa qua thì đại đa số quần chúng ở đây, tức là 90%, đã đồng ý với cái tên Liên đoàn Sài Gòn, vì họ là một vị dân cử, họ đại diện chúng ta, thì bắt buộc họ phải thể hiện cái nguyện vọng của chúng ta qua cái cuộc bầu cử, tức là họ sẽ review lại và họ sẽ chọn Liên đoàn Sài Gòn. Thì chỉ có một cái trường hợp như vậy thì sẽ, thứ nhất là tiết kiệm được là trên hàng trăm ngàn đô la để đưa vào cái cuộc bầu cử vào tháng 11 hay tháng 6, và thứ nhì là họ đã biết phục thiện, và chúng ta có thể chấp nhận cái sự phục thiện họ để tiếp tục có một cái không khí hòa bình và ổn định ở tại địa phương này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Wow! Dân chủ tại Sài Gòn với thành tựu cho. Xin thưa tất cả quý vị, thì theo để yểm trợ cho tinh thần của anh hùng Lý Tống và các anh em tiểu thực ngày hôm nay, khu hội cựu tù nhân chính trị và các thân hữu của hội, mạnh thường quân của khu hội, chúng tôi đóng góp bác sĩ Cao Song Dũng. Nếu số người đến đây giữ từ 1 người cho tới 2.000 người, bác sĩ Cao Song Dũng đóng góp 2.000 đồng. Yeah! Từ người thứ 2.001 tới người thứ 3.000, chúng tôi Nguyễn Vũ Trụ, văn phòng bảo hiểm New York Life Nguyễn Vũ Trụ, 1.000 đồng. Yeah! Và người thứ 3, từ số 3.001 cho tới 3.500 là nhà thơ, nhà văn Hoa Hướng Dương. Nếu quý vị mạnh thường quân nào muốn đóng góp cho cái quỹ dân chủ Erico, nghị viên Madison, xin quý vị hãy ghi danh với khu hội cựu tù nhân chính trị và những vị thiện nguyện ở đây, để chúng ta khuyến khích những người đồng hương của chúng ta đến đây để yểm trợ cho tinh thần của anh hùng Lý Tống và tinh thần của cư dân San Jose. Xin cảm ơn quý vị. Cái bản này, đây là cái bản gì đây? Thưa quý vị, đó là cái hành động của ông Chắc Rít chứng tỏ rằng ông ta không có khả năng làm vừa lãnh đạo. Thay vì giải quyết một cái vấn đề rất là nhỏ như vậy một cách đàng hoàng, thì ông ta thấy một cái đống lửa thay vì tạt nước vào, thì vì cái tự ái cá nhân, vì không đủ khả năng lãnh đạo, ông ta tạt vô vào cho nên cái đống lửa càng ngày càng đổ ông ta. Vì vậy cho nên tờ báo San Jose Mercury trong những thời gian gần đây họ làm cái sự phê của cái thăm dò để xem quý vị thấy gì nào. Bạn sẽ chấm điểm ông Chắc Rít như thế nào sau một năm qua? Thì thưa quý vị, toàn thể cư dân và
độc giả của San Jose mà khi là chấm điểm hôm nay như thế nào thứ nhất. Thưa quý vị, excellent, chỉ có 53 phiếu là 2%, giỏi đó. Good là tốt đó, 39 phiếu là 2%. Fair là trung bình, 30 phiếu là 1%. Fail, fail, tất nhiên là không đủ khả năng gì cả đó. Và 2.307 phiếu là 91%. Tại sao? Vì những cái hành động này của ông ta chứng tỏ ông ta không đủ khả năng, không lắng nghe tiếng nói của cộng đồng, mà dùng cái cuộc bầu cử này để mà gây xáo trộn, gây đối đầu, gây chia rẽ với cộng đồng người Việt, với tất cả các dân khách trong thành phố này. Vì vậy cho nên ông ta không phải chúng ta không, mà cư dân thành phố này đã chấm điểm ông ta là fail, không đủ khả năng, không có đủ qualify làm thị trưởng cho thành phố này. Đây, đây là cái giá ông ta phải trả cho những việc làm sai trái của ông chúng ta. Thì có ông ta chấm điểm. Anh hội đồng xét xử này không có thể im lặng được nữa. Chúng ta đừng có bình riêng và chúng ta phải phát biểu lên tất cả những cái ý kiến của chúng ta. Madison nó nói rằng là trong cái tờ báo Mercury News này ngày tháng 2, ngày 12, nó nói rằng là tên Little Sài Gòn liên hệ tức là connotation á, quá mức với lại cái sự chống cộng, thành ra cô ta không có thể chấp nhận được. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi là bác sĩ nha khoa Cao Xuân Dũng. Khi nghe được tin anh Hùng Lý Tống và Gary tuyệt thực, chúng tôi rất là đau lòng và rất xúc động. Nghe lời anh Hùng Lý Tống nhắc nhủ là nên có mặt ở đây ngày 4 tây tháng 3 để biểu dương cái lực lượng mà chúng ta có mặt sẽ nói lên cái tiếng nói lớn hơn, mạnh hơn. Rất kịp thời của anh Hùng Lý Tống vừa mới bắt đầu được một tiếng, nhưng mà hiện tại bây giờ đã gian dội tới Washington State, tức là tại Seattle. Bác sĩ Nguyễn Sư Dũng, chủ tịch ban đại diện cộng đồng ở trên đó, đại diện đồng bào Việt Nam chúng ta tại thành phố Seattle, gửi lời chúc mừng cuộc đấu tranh của chúng ta đến thành công. Tất cả đồng bào hãy ủng hộ dân và đến đây thật đông ngày 4 tháng 3 để biểu dương cái tinh thần chúng ta chống lại cái vấn đề phản dân chủ của hội đồng thành phố. Đã đến lúc chúng ta phải biểu dương sức mạnh của cộng đồng người Việt chúng ta đối với thành phố San Jose này. Cái việc mà cường quyền dùng cái chính quyền để đàn áp tiếng nói của chúng ta không thể chấp nhận được ở trong một xứ tự do dân chủ này. Họ đã lươn lẹo, nó đưa cái cuộc biểu quyết tự do dân chủ của một khu phố ra cho cả một thành phố, mang 10% của dân của người Việt gốc Việt ra để chống đối với lại 90% dân số, những người ta không biết cái tên họ là gì. Đó là một âm mưu thâm độc. Đi ngược, bắt tay người vào, bắt tay người Lý Tống và anh.